Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm nay mình sẽ báo giá dòng xe Vario 160 phân khối phiên bản phanh CBS và ABS ngay tại thời điểm cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này, để cho các bạn nào mà thích dòng xe này thì mua. Chứ thật sự là nhiều người chê nó xấu thật sự thì cũng chê, mà có nhiều người khen nó là đẹp thật sự thì cũng khen nó đẹp thật sự thì nọ, kiểu nhìn quen mắt. Thật sự là các bạn cứ phải đi ra ngoài, các bạn nhìn trực tiếp em nó mà vẫn thấy xấu đúng không? Thì các bạn làm sao, phải không? Các bạn mượn xe chạy thử đi. Chạy thử các bạn sẽ thấy được cái độ bốc vọt của chiếc xe này. Quên nói các bạn biết địa chỉ cửa hàng ở đâu. Địa chỉ cửa hàng mình là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng tên là siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ha. Nếu mà anh chị em nằm ở gần đây thì mình có thể lên trực tiếp ngồi lên xe này thử, rồi chiêm ngưỡng các dòng xe khác mà các bạn thích. Cứ lên đây các bạn xem xe và muốn ngồi chiếc xe nào thì cứ ngồi đại luôn, không sao chứ. Bên cửa hàng mình cho các bạn vuốt ve sờ thoải mái, rồi ngồi lên xe thoải mái ha. Đấy, thì hiện tại giá Vario ngay cuối tháng 11 đầu tháng 12 này, giá hiện tại đang rất là ngon, rất là ok. Những cái cửa hàng nào mà người ta bán cho các bạn cái lô hàng mới hơi rẻ hơn tí xíu á, thì các bạn nên lưu ý là vấn đề là phải hỏi là có hải quan chưa ha. Tại vì có những cái lô hàng mới nhập về gần đây thì nó sẽ chưa có hải quan, nhưng cửa hàng mình có những cái lô hàng chưa có hải quan, giá nó nhỉnh hơn tí xíu nữa, nhưng mà đợi làm hải quan này nọ kiểu á, thì đăng kiểm này nọ các bạn, thì nó sẽ hơi mất thời gian, có thể là cũng không biết là 1-2 tháng gì đó, cũng không biết kịp tới hay là không. Đó là những cái xe này đã có hải quan đăng kiểm hết trơn rồi, các bạn có thể mua xe về, các bạn mua cái giá này về tự làm biển số cũng được, hoặc là bên cửa hàng mình sẽ làm biển số cho các bạn. Đấy, rồi thì những bạn nào mà ở khu vực mà tỉnh thành thị xã huyện này nọ kiểu thì các bạn phải lưu ý về vấn đề giá lăn bánh ha. Tại vì nhiều khi các bạn mua một xe, một cửa hàng á, mà đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu này nọ các kiểu rồi, nhưng mà cuối cùng cái giá lăn bánh ra biển số này nọ kiểu này nọ ha, thì người ta sẽ dêm thêm những cái gì trong đó thì các bạn cũng không biết được. Nên là các bạn thấy được cái giá lăn bánh ở đâu mình thấy rẻ hơn thì mình mua chỗ đó. Cái quyết định cuối cùng là cái giá lăn bánh chứ không phải là cái giá VAT. VAT nó rất là vô nghĩa các bạn ha. Cuối cùng là giá lăn bánh. Và các bạn thắc mắc về cái giá lăn bánh thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên góc màn hình. Các bạn cứ nói là xem kênh Cua Vlog 61 thì cái giá mình báo trên clip các bạn sẽ được một cái giá, là cộng giá lăn bánh xong sẽ được giảm giá thêm một ít cho các bạn nữa. Khuyến mãi giảm thêm cho các bạn nói với mật khẩu là xem kênh Cua Vlog 61 nha. Còn những bạn nào trả góp cũng nhắn tin cũng nói là xem kênh Cua Vlog 61 mật khẩu luôn nha các bạn, thì các bạn sẽ được một cái mức lãi cực kỳ ưu đãi cho dòng xe này luôn. Và hiện tại những bạn nào đang sử dụng cái vấn đề mà thẻ tín dụng á, thì các bạn chỉ cần đem thẻ tín dụng lên đây quẹt quét kịch, trả trước bao nhiêu cũng được, các bạn đều được hưởng cái mức lãi suất là 0%, ok ha, 0%. Cửa hàng mình liên kết với 29 cái ngân hàng, 30 cái ngân hàng để các bạn có thể thoải mái sử dụng thẻ nào cũng được. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ báo giá xe cho tất cả các bạn ngay tại thời điểm này ha. Thì đối với dòng xe Vario 160 phân khối ngay tại thời điểm cuối tháng 11 này á, thì đối với phiên bản mà phanh CBS thì nó sẽ có mức giá là 52 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi, thuế nhập khẩu rồi. Còn nếu ABS là 57 ha, đã bao gồm VAT và thuế nhập khẩu các kiểu luôn rồi. Lăn bánh ở huyện 1 triệu, 1,5 triệu, thị xã huyện là lăn bánh rẻ nhất, tới thị xã là mắc hơn một tí xíu, tới thành phố của tỉnh là mắc hơn nữa, khoảng 4-5 triệu gì đó, 4-6 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ là mắc tiền nhất. Thành phố Hồ Chí Minh với là Hà Nội là mắc tiền nhất, tại vì những chiếc xe này á, cái giá mà trên 40 triệu thì đối với Hồ Chí Minh và Hà Nội thì tiền biển số của nó đã là 4 triệu rồi các bạn, 4 triệu rồi ha. Xe dưới 40 triệu thì tiền biển số của nó là 2 triệu, xe trên 40 triệu thì tiền biển số là 4 triệu đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nha. Đấy, cái này là mình chia sẻ với các bạn biết. Còn đối với huyện, thị xã với thành phố của tỉnh thì giá tiền biển số nó sẽ không có mắc như vậy. Còn thuế trước bạ thì 2% cho tới huyện, thị xã này nọ kiểu, còn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố của tỉnh thì thuế trước bạ là 5%, ok ha. Đấy, thì các bạn hãy thấy được là cái dòng xe mà Vario 160 phân khối á, đối với phiên bản mà phanh CBS thì các bạn sẽ có một cái phanh CBS phía trước thôi, ở phía sau là phanh tang trống, thì nó sẽ chỉ có một bình dầu thôi, một bình dầu ở phanh trước thôi. Còn đối với dòng xe mà phanh ABS thì nó sẽ là hai bình dầu, các bạn thấy hả, đây ABS thì đĩa nó sẽ sử dụng đĩa trước đĩa sau thì nó sẽ hai bình dầu, phanh ABS ở phía trước và phía sau là phanh đĩa ha. Nếu mà các bạn mua, đã lựa chọn mua Vario 160 rồi thì mình nghĩ là các bạn nên mua luôn phanh ABS, tại dù sao thì nó có hai cái đĩa thì cũng an toàn hơn tí xíu. Đấy, chạy nó cũng ngon lành hơn. Phanh ABS thì nó cũng giúp cho các bạn đi đường trơn trượt này cũng tự tin một tí xíu, nhưng mà nó không phải là kim bài miệng tử đâu nha các bạn. Đấy, nên chạy cũng phải cẩn thận tí xíu, nhẹ tay ga thôi, tết nhất tới nơi rồi. Đây, thì Vario á, nếu mà các bạn á mà không thích những cái này nè,
Cái này là gắn biển số bên nước bạn ha. Thì đối với thằng hãng của Yamaha bên nước bạn á, thì người ta sẽ có ốc bắt vô những cái này để mình có thể dễ dàng gỡ ra được những cái miếng thép này. Nhưng mà đối với thằng Indo á, của hàng Honda thì nó làm trực tiếp trên cái mặt nạ này luôn. Thì khi mà các bạn không thích cái này, các bạn thì thấy nó dư thừa, thì các bạn có thể gắn các bạn tên lên đây, gắn rổ hay là gắn cái gì đó cũng được. Hoặc là các bạn có thể cưa đi. Cưa đi thì nhìn này nó hơi xấu ha. Nói chung là cái này thì tùy vào gu của các bạn. Các bạn thích như thế nào thì các bạn làm thôi. Đấy. Rồi. Thêm một cái vấn đề nữa là cái phần dè. Dè của thằng dè sao của thằng Bardo 160 này nè. Nhiều bạn chơi nó là dè rất là ngắn, rất là nhỏ, thật sự luôn nó ngắn cực kỳ các bạn. Khi mà các bạn đi qua những cái vũng nước mà đặc biệt thời điểm bây giờ là trời đang mưa và nước ngập rất là nhiều. Đó, đi đường dơ là các bạn bảo đảm nó các bạn là các bạn vừa rửa xe các bạn không muốn lấy chiếc xe Vario này ra để các bạn chạy luôn. Tại vì nó văng vô máy móc nè. Đó. Rồi người ngồi sau cũng văng vô tè le hết trơn á, đi xe ga mà để văng sình lên chân là thấy không được ổn rồi. Thì bên cửa hàng mình hiện tại bây giờ đang độ lại cái phần dè này. Khi nào hoàn chỉnh làm xong ok thì mình sẽ cho các bạn một cái dè này, nhưng mà chắc chắn thì phải độ bát thêm này nọ chỗ đây rồi thì nó mới gắn được cái dè khác vô được, chứ thật sự là để mà sản xuất ra một cái dè cũng hơi bị khó, nên là sẽ độ chế làm sao để cho một cái dè dài hơn, giúp cho chiếc xe các bạn sạch hơn, và bên mình hứa cam kết là sẽ làm nhanh nhất có thể để các bạn có thể có được cái dè sạch sẽ cho chiếc xe ha. Đấy rồi, thì Vario 160 thì các bạn cũng biết rồi, phía sau nếu mà phanh đĩa thì phía sau nó là sẽ sử dụng Henderson đó. Còn những cái phần tính năng trên xe thì mình nghĩ là các bạn không có quan tâm quá nhiều đâu, tại vì máy nó quá mạnh quá bốc. Nhiều người chạy rồi thì người ta nói là đậu kế bên chiếc Vario 160 này cái máy nó cực kỳ êm dữ lắm các bạn ơi. Và nếu mà bạn nào hiện tại đang chạy xe và đang sở hữu dòng xe này rồi thì các bạn cho mình một cái feedback, một cái bình luận phía bên dưới để xem thử là cái chiếc xe này nó có êm như những cái bạn khác đánh giá hay là không. Và những bạn nào mà chưa có mua xe cần coi những cái đánh giá của các bạn á, các bạn hãy để bình luận phía bên dưới, mình cùng nhau tham khảo ha, cùng nhau tham khảo. Rồi, dòng xe này á thì các bạn sẽ có cái cốp cũng khá là rộng. Đây, cốp khá là rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi thoải mái. Nếu như mà các bạn mua xe á thì tự làm biển số thì mua với mức giá, rồi mình tự về mình tự làm biển số, nếu các bạn rảnh rỗi có thời gian thì chi phí nó sẽ rẻ hơn tí xíu. Còn nếu mà các bạn không có thời gian để làm biển số thì có thể nhờ cửa hàng bên mình làm. Cửa hàng bên mình sẽ làm biển số bao toàn quốc cho các bạn luôn, bao toàn quốc, ở đâu cũng có làm hết. Nhiều bạn hỏi mình là có làm biển số ở tỉnh này tỉnh kia không, thì mình xin thưa là bên cửa hàng mình làm biển số cho các bạn giấy tờ cà vẹt toàn quốc được hết, ở đâu cũng được hết, toàn quốc Việt Nam ha. Còn nhiều bạn hỏi là có trả góp hay không, bất cứ cửa hàng nào khi mà bán xe, kinh doanh một cái món đồ gì đó thì như điện máy vậy nọ hay bán xe, họ đều có trả góp trên đó hết, nên là các bạn cứ yên tâm ha. Nợ xấu tới mức độ nào, khó khăn nhất nào thì các bạn cứ thể liên hệ với bên cửa hàng mình. Cửa hàng mình sẽ kiểm tra cái mức độ xấu của các bạn, nợ xấu của các bạn á, nó nằm ở mức độ nào, tại vì nó có thể mức độ là các bạn trả nợ góp á, các bạn trả hết nhưng mà các bạn bị trễ hẹn thì các bạn cũng nằm trong danh sách nợ xấu, nhưng mà nó chỉ là nằm ở trong cái mức độ là tầm thấp thôi, mình có thể vẫn mua được trả góp. Còn nhiều người là quỵt 2-3 lần không trả tiền nọ thì nó nằm ở trong cái mức độ là nợ rất xấu, rất là cao, nên là nó nằm trong cái hồ sơ đen luôn các bạn. Nên là các bạn mà đi đâu mà các bạn mua đồ cũng rất là khó khăn, nên mình lưu ý vấn đề là mua xe trả góp hay mua món đồ nào trả góp thì nên trả nó đàng hoàng một tí để mình đừng có dính theo cái hồ sơ đen ha. Đây, bên cửa hàng mình hỗ trợ nhất có thể cho các bạn luôn. Trả góp nếu mà có thẻ tín dụng thì các bạn mua chiếc xe này á, thì lãi suất 0%. Còn nếu mà không có thẻ tín dụng thì mình sẽ trả góp theo cái phương pháp là lãi suất trả trước cho mình khoảng tầm là con này thì khoảng tầm vào 5 triệu là các bạn có thể lấy xe về được. 5 triệu là lấy xe về được. Còn 50% tổng giá trị chiếc xe thì sẽ được nhận cà vẹt gốc mang về. 50% tổng giá trị chiếc xe nha, sẽ được nhận cà vẹt gốc mang về. Còn bạn nào á, mà có những cái như là bảo hiểm nè, làm công ty có bảo hiểm nè, có bản lương thì đem theo thì sẽ được tính cái mức lãi thấp hơn nữa. Đó, nhớ nha, phải đem theo cái đó. Một, đem theo gì? Nếu là những bạn làm công ty nha, đem theo chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái, hoặc không có bằng lái thì chứng minh nhân dân với sổ hoặc không có bằng lái thì là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu photo công chứng cũng được, nhưng mà phải còn thời hạn trong vòng 6 tháng. Rồi, thứ hai nữa là phải đem theo là bản lương hoặc là bảo hiểm thì các bạn sẽ được hưởng cái mức lãi cực kỳ ưu đãi luôn. Còn những bạn mà không có cái bản lương hay lãi thì mức lãi nó hơi nhỉnh hơn tí xíu. Đấy. Rồi, 50% thì đi cà vẹt gốc, dưới 50% thì đi cà vẹt photo. Ok ha. Bình thường tính năng bình thường trên xe này chỉ là chống dắt thôi, có nghĩa là các bạn khóa xe, ai đụng vô xe bạn như thế này thì nó sẽ kêu tít 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 lên. Nhưng mà ăn chậm, ăn cướp hay là kiểu nó lấy xe đi thì các bạn cũng không có thể nào mà dừng được cái nguồn điện của xe được. Khi mà mình lắp hệ thống chống cướp vào thì mình mới dừng được cái hệ thống nguồn điện của xe ha.
Đấy, nói nhỏ nhỏ các bạn nghe thôi, đừng nói cho mấy họ ăn cướp nghe nha. Rồi, thì đó là một số cập nhật của mình về dòng xe Honda Vario 160. Giá ngay tại thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12. Bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0785888030 để được tư vấn về giá lăn bánh, hay là gắn đồ chơi, hay là lên màu sơn, hay là gắn chống cướp thì nọ kiểu. Bạn nào mua xe rồi chưa gắn thì cứ thể lên đây gắn luôn. Rồi, thì đó là một số cập nhật của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.